trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn trận đánh Đức lập trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, trích hồi ký Thiếu tướng Hồ Đệ, nguyên tư lệnh Sư đoàn 10. Đức Lập là một quận lớn ở phía tây tỉnh Đắk Lắc, diện tích khoảng 65 km vuông, trên độ cao 650 m so với mặt biển, nằm trên quốc lộ số 14, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Dân số có khoảng 16.000 người, trong đó có 3.000 người dân tộc ê Sê Đăng, Mờ Nông, nhiều dân công giáo miền Bắc di cư vào. Lực lượng địch khoảng 3.000 tên, có 2.391 lính chủ lực, cùng với 2.500 lính phòng vệ dân sự, 12 pháo lớn 155 ly và 105 ly, 15 xe tăng M41 và M113. Lực lượng chủ yếu bố trí ở các vị trí căn cứ hành quân của Sư đoàn 23, Quận Lị, Núi Lửa, Đắc Sắc, Đắc Sông, cùng các cứ điểm vòng ngoài như Bác Ái, Tư Minh, Đức An và ngã Ba Đắc Sông kèm theo các chốt dã ngoại. Các cứ điểm đều có công sự vững chắc, có rào chứa ngại vật, dây thép gai, mìn chống tăng và mìn chống bộ binh sen kẽ. Trước đây ta đã nhiều lần tiến công địch ở Đức Lập, nhưng chưa có lần nào ta đánh dứt điểm được. Sau mỗi lần bị đánh, địch càng củng cố vững chắc thêm. Phương án tác chiến của ta là tận dụng bí mật bất ngờ, bỏ qua tuyến địch phòng ngự vòng ngoài, tập trung lực lượng chủ yếu tiêu diệt căn cứ hành quân sư đoàn 23, cục ở núi Lửa và quận Lị sau đó phát triển tiêu diệt toàn bộ quân địch trong khu vực. Thời gian quy định của chiến dịch giao cho Sư đoàn 10, Thiếu Trung đoàn 24, đánh chiếm khu vực quận Đức Lập xong từ 1 đến 2 ngày, sau đó cơ động lực lượng lên phía Bắc để làm dự bị cho trận đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột. Đêm mồng 7 và mồng 8, toàn Sư đoàn hành quân vào chiếm lĩnh, phải vượt qua nhiều địa hình phức tạp lại phải thận trọng vòng tránh qua các ấp chiến lược dày đặc dân vệ và bảo an. Đúng 5 giờ 55 phút, ngày mùng 9 tháng 3 năm 1975, khi các đài quan sát thấy rõ mục tiêu thì trận đánh bắt đầu. 15 khẩu pháo của sư đoàn kết hợp cùng hỏa lực của các trung đoàn nã đạn chính xác và những mục tiêu đã được phân công. Sau 90 phút bắn phá liên tục, hầu hết các trận địa pháo binh địch bị khóa miệng. Bộ binh bắt đầu tiến công. Trung đoàn 66 phát triển đánh căn cứ hành quân của sư đoàn 23 khá quyết liệt, ở hướng Tây do tiểu đoàn 7 bộ binh phụ trách. Sau khi mở được cửa qua chứa ngại vật thì bộ binh lao lên chiếm lô cốt đầu cầu, địch liền cho xe tăng ra bịt cửa mở. Chiếc xe tăng M-41 đầu tiên vừa xuất hiện, lập tức bị chiến sĩ Nguyễn Minh Phúc của ta dùng B-40 bắn tiêu diệt buộc quân địch phải lùi lại. Đại đội 1 và đại đội 3 liền nhanh chóng cho bộ đội tràn qua cửa mở đánh thẳng vào trung tâm, dùng thủ pháo, lựu đạn và lưỡi lê diệt địch. Ở hướng Bắc do tiểu đoàn bộ binh 8 phụ trách, sau khi khắc phục được chứa ngại vật, bộ đội xông vào chiếm đầu cầu, lúc đầu phát triển khá thuận lợi, nhưng khi đến gần trung tâm cứ điểm, bất ngờ bị xe tăng địch trong công sự bắn chặn, một số chiến sĩ hy sinh. Tiểu đội phó đoàn khắc kiệm lập tức vượt lên trước đội hình, lợi dụng được thế ẩn nấp, liền nhằm đúng lỗ châu mai bắn. Quả đạn B-41 của đoàn khắc kiệm bay lọt vào lỗ châu mai tiêu diệt được xe tăng địch đang trong công sự. Thế là chiến sĩ ta xông vào dùng thủ pháo, súng phun lửa tiêu diệt hết bọn địch này đến bọn địch khác. Hai tiểu đoàn 7 và 8 bắt liên lạc được với nhau, làm chủ hoàn toàn căn cứ của địch. Đến 9 giờ 30 phút căn cứ hành quân của sư đoàn 23, một vị trí quan trọng bậc nhất của địch ở Đức Lập hoàn toàn bị tiêu diệt. Trung đoàn 28 đánh căn cứ địch ở núi lửa. Nhờ tận dụng được yếu tố bí mật bất ngờ, trung đoàn đã phát huy tốt hiệu lực của pháo binh tăng cường, bắn thẳng và hỏa lực cối DKZ của bộ binh, nên ngay từ đầu trung đoàn đã đánh tiêu diệt được nhiều mục tiêu hỏa điểm địch. DKZ và súng cối của trung đoàn bắn trúng trận địa pháo địch làm nổ tung hai kho đạn pháo, gây nên nhiều đám cháy, làm địch hỗn loạn, nhốn nháo hẳn lên. Bộ đội ta xông lên mở cửa và đánh chiếm đầu cầu. Trên hướng tiểu đoàn 1, trung đoàn dùng đại đội một giá được hai giá mìn DH10 quét sạch bốn lớp rào dây thép gai, bảo đảm cho bộ đội xông được vào cửa mở. Trên hướng đông bắc, tiểu đoàn 3 của trung đoàn dùng đại đội 10 lên mở cửa, mặc dầu phải đánh tới giá mìn DH-10 lần thứ ba nhưng cũng đã mở toang được hết các lớp rào rồi phát triển vào đánh trận địa pháo địch. Địch trở nên hỗn loạn, chạy nhốn nháo, bộ đội ta lợi dụng thời cơ thuận lợi đánh sập lô cốt đầu cầu, ảo ạt phát triển vào bên trong, diệt hết hòa điểm công sự này đến hòa điểm công sự khác bằng B-40, B-41, thủ pháo, lựu đạn, toàn bộ tiểu đoàn địch. Gồm tiểu đoàn bảo an 259 và hai đại đội chủ lực khác đều bị diệt bị bắt và đầu hàng. Trận đánh chiếm căn cứ núi lửa kết thúc vào 9 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1975. Như vậy là hai cứ điểm quan trọng bậc nhất của địch đã bị ta đánh tiêu diệt cùng một lúc. Nhiều gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội đã thể hiện, thắng lợi của hai trận đánh đã phá vỡ được thế trận của địch, chia cắt chúng ra thành từng mảnh, ta tạo được thế áp sát các mục tiêu còn lại để tiêu diệt chúng. Tinh thần binh lính địch trở nên rất hoang mang dao động qua tin kỹ thuật ta biết địch đang kêu cứu và xin phi pháo đến viện trợ. Xong lúc này một sự cố xảy ra, tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 có nhiệm vụ luồn sâu bố trí chia cắt địch ở Nam Quận lỵ. Theo kế hoạch của sư đoàn, đáng lẽ sau khi ta đánh căn cứ hành quân của sư đoàn 23 và căn cứ địch ở núi lửa thì mới dùng tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 kết hợp với tiểu đoàn 9, dự bị của trung đoàn 66, do trung đoàn 66 trực tiếp chỉ huy để đánh chiếm quận lỵ Đức Lập nhưng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 khi thấy ta đánh thắng giòn giã và nhanh chóng hai cứ điểm trên, liền tự động chỉ huy tiểu đoàn mình đánh vào quận lỵ. Giữa lúc pháo binh ta chuyển làn bắn vào quận lỵ, kho xăng địch bốc cháy, quận lỵ mịt mù trong khói lửa, bộ đội tiểu đoàn 2 cũng đột phá chiếm được bốn lô cốt vòng ngoài, nhưng càng phát triển vào trong một cách đơn độc, càng bị xe tăng địch trong công sự ngầm bắn ngăn chặn. Do hỏa lực địch mạnh, nhiều chiến sĩ phải hy sinh và bị thương, đội hình tiểu đoàn hai chững lại, tiến thoái lưỡng nan. Tiểu đoàn đành cho bộ đội lợi dụng công sự chiếm được, bám trụ tại chỗ. Nói là quận lỵ nhưng trên thực tế địch cấu trúc thành một căn cứ quân sự rất vững chắc, có hầm ngầm, có hào chống tăng rộng 3 mét, sâu 2 mét, vách đứng và 8 lớp rào kẽm gai sen lẫn mìn các loại. Trước đây vào ngày 23 tháng 8 năm 1968, đặc công ta đã đánh chiếm được căn cứ quận lỵ này, nhưng bị pháo binh và máy bay đánh bom chùm lên quận lỵ, gây tổn thất lớn cho ta sau đó địch ở hầm ngầm chui lên chiếm lại cứ điểm. Ta đã biết điều này trước và vì lẽ đó mới định đánh chiếm quận lỵ vào bước hai trong ngày. Trung đoàn 66 khi thấy tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 nổ súng thì cũng lệnh cho tiểu đoàn 9 lên đột phá phối hợp. Nhưng thực tế chỉ còn một hướng tiểu đoàn 9, máy bay địch kết hợp với pháo binh bắn chùm lên cửa mở, cả đại đội 9 và đại đội 10, tiểu đoàn 9 không lên đột phá được, trung đoàn 66 đành cho dừng lại. Nắm được tình hình trên, sư đoàn liền ra lệnh dừng lại để tổ chức chu đáo rồi mới đánh, để đánh một cách chắc thắng. Trong đêm, sư đoàn ra lệnh điều thêm hai khẩu pháo 85 ly lên bắn thẳng. Các chiến sĩ tiểu đoàn 17 công binh sư đoàn trong đêm đã phải vượt qua ác liệt mở 2 km đường và kết hợp với trung đoàn 4 pháo binh kéo được hai pháo 85 ly lên đồi nhà thờ sát quận lỵ. Mặc dầu máy bay C-130 vào pháo địch bắn nhiều vãi đạn xung quanh quận lỵ nhưng hai pháo 85 ly vẫn vào chiếm lĩnh an toàn dưới sự yểm hộ của cao xạ trung đoàn 234. Thế là 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3 pháo binh ta bắn dồn dập vào quận lỵ, kết hợp được pháo 85 ly bắn thẳng diệt hết công sự hỏa điểm địch tại quận lỵ. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nguyễn Đình Kiệp, trung đoàn 66, cả hai tiểu đoàn, tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 và tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 đều đột phá thành công. Với thời gian trong vòng 30 phút chiến đấu toàn bộ quân địch ở quận lỵ đều bị tiêu diệt và bị bắt, trong đó có tên quận trưởng quận Đức Lập bị bắt. Thừa thắng, ta điều trung đoàn 66 phát triển đánh chiếm luôn cứ điểm Đắc Sắc và Đức Minh, đồng thời điều tiểu đoàn 3 trung đoàn 28 trực tiếp do trung đoàn phó Đỗ Công Mùi đi về hướng Đắc Song. Trước đó, sư đoàn đã dùng tiểu đoàn 37 đặc công của sư đoàn xuống phục kích sẵn trên hướng mà tiểu đoàn Bảo An ở Đắc Song có thể rút chạy vì dự đoán khi mất quận Đức Lập thì tiểu đoàn bảo an này cũng không thể bám trụ lại được. Diễn biến thực tế sau khi tiểu đoàn 3 trung đoàn 28 xuống tới nơi tổ chức hỏa lực đánh nghi binh thì tiểu đoàn bảo an này liền hô nhau bỏ chạy. Chúng không ngờ sau khi thoát khỏi cứ điểm chúng liền xa vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 37 đặc công. Toàn bộ địch đều đã bị diệt và bị bắt, trong đó ta bắt được cả tên tiểu đoàn trưởng. Kết thúc trận đánh của sư đoàn ở quận Lỵ Đức Lập vào sáng 10 tháng 3 năm 1975 kết quả ta đã tiêu diệt và bắt 2.400 tên địch, thu 14 pháo, 20 xe tăng xe bọc thép và nhiều quân trang, quân dụng. Đơn vị địch bị tiêu diệt gồm tiểu đoàn 3 trung đoàn 53, chi đoàn 1 của trung đoàn xe tăng, thiết giáp 18, hai đại đội biệt động quân của trung đoàn 224, đại đội trinh sát, biệt kích của trung đoàn 53, 4 tiểu đoàn bảo an 258, 259, 269 và 271 cùng hàng nghìn quân phòng vệ dân sự của địch ở Đức Lập, ta hy sinh 22 đồng chí và 241 đồng chí bị thương. Trận đánh tiêu diệt địch ở quận Lỵ Đức Lập tuy không phải là trận then chốt, nhưng là vị trí rất quan trọng. Trận đánh đã thể hiện quyết tâm chiến đấu của các đơn vị trong sư đoàn đánh nhanh tiêu diệt gọn, bộ đội dũng cảm và chiến đấu linh hoạt. Trận đánh còn là một bài học kinh nghiệm đáng nhớ đối với sư đoàn khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới đã không làm quán triệt một cách đầy đủ. Để xảy ra tình trạng tự động xử trí như trường hợp của tiểu đoàn 2 trung đoàn 28 nói trên. Đây là trận đánh đầu tiên của sư đoàn tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Nhìn toàn cục, thắng lợi của trận đánh có nhiều nguyên nhân, trước hết là giữ được bí mật, đánh bất ngờ, pháo binh kết hợp được với hỏa lực bộ binh bắn chính xác, phân đội nhỏ chiến đấu độc đảm và linh hoạt dũng cảm. Sau một bài học dùng pháo bắn ngắm trực tiếp đạt hiệu quả cao, làm tôi nhớ lại trận đánh đầu tiên sau ngày thành lập sư đoàn đó là trận đánh tiêu diệt cứ điểm bên hết Play Cần trên trục đường 18, ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, ngày 11 tháng 10 năm 1972. Cũng tương tự như ở Đức Lập, địch thiết lập cụm cứ điểm rất kiên cố trên năm đồi cao, có hầm sâu vào lòng đất, lô cốt xi măng cốt thép do quân Mỹ làm thí điểm phòng ngự trong chiến tranh cục bộ của quân Viễn Trinh. Cụm cứ điểm kết cấu chặt chẽ 4 tầng, hệ thống lô cốt, có rào chắn B40, B41, chứa ngại vật dây thép gai dày 200 mét đan sen các loại mìn. Địa hình vòng quanh rất thấp hầu như hỏa lực pháo. DKZ của ta trong phạm vi bố trí cách 2 km không thể bắn lên cao được. Xong trận đánh vào cụm cứ điểm này, ta hoàn toàn giành thắng lợi, diệt gọn 800 tên chủ lực địch, chiếm trận địa, thu toàn bộ vũ khí. Sở dĩ có thắng lợi đó, do nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân quan trọng là ta dùng pháo xe kéo để bắn trực tiếp bằng cách tháo pháo khiêng từng bộ phận đưa lên núi cao đặt ngang tầm cao cụm cứ điểm địch để bắn. Cự ly tầm bắn pháo 105 ly, 5,6 km, pháo 85 cự ly bắn, 3,5 km, kết quả thật mỹ mãn. Do bắn ngắm trực tiếp nên cứ ba phát đạn hủy diệt được một công sự hỏa điểm kiên cố của địch cách dùng pháo binh. Bắn trực tiếp như thế đã trở thành bài học rất tốt cho các trận đánh địch trong công sự vững chắc của sư đoàn, của cả mặt trận Tây Nguyên và quân khu 5 là người chỉ huy trực tiếp trận đánh dùng lối pháo bắn trực tiếp này, nên chúng tôi cần viết rõ ràng như thế để cải chính việc gần đây nhiều sách báo nói ta đưa pháo vào gần bắn thẳng là không thực tế. So với trận đánh của sư đoàn ở khu vực Đức Lập, mặc dầu đã nghiên cứu rất kỹ địa hình từ hướng núi Trư Ho, có điều kiện khiêng được hai pháo 105 ly lên đặt bắn thẳng vào hướng núi lửa, do trung đoàn 28 phụ trách, còn các hướng khác địa hình không cho phép vì đất bằng và cây to. Do đó chỉ khi áp sát được lực lượng gần địch mới đưa được hai khẩu pháo 85 ly vào để bắn trực tiếp. Rõ ràng thực tiễn khác nhau, phải có sự sáng tạo vận dụng khác nhau. Song bài học rút ra cho các trận đánh của sư đoàn về sau là: Thứ nhất, trong mọi hoàn cảnh phải biết tận dụng sử dụng pháo binh bắn ngắm trực tiếp là rất quan trọng. Hai là từ bến hét, Pleikon đến Đức lập đều khẳng định một kinh nghiệm sử dụng pháo binh các loại đều phải kết hợp chặt chẽ với các loại hỏa lực của bộ binh làm được như vậy sẽ tạo nên sức mạnh tác chiến hiệp đồng binh chủng được tăng thêm gấp bội trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình